Hot Girl cướp ngân hàng 2,2 tỷ, liên tục tham gia game show, gây nhiều sóng gió trên mạng xã hội. Trước khi bị tuyên phạt 19 năm tù về tội cướp tài sản, Phùng Thị Thắng từng tham gia nhiều show truyền hình và ấp ủ giấc mơ nổi tiếng. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Thị Thắng, sinh năm 1995, quê Bắc Giang, vì tội cướp tài sản. Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt Thắng 19 năm tù. Phùng Thị Thắng bị bắt vì tội cướp ngân hàng số tiền 2,2 tỷ đồng tại phòng giao dịch ngân hàng Techcombank, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, cách đây hơn một năm. Sự việc vào thời điểm đó đã gây xôn xao dư luận bởi Thắng vốn được biết đến là một hot girl từng nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình. Khi tham gia các game show, Thắng lấy nghệ danh là Kang Pi, giới thiệu mình là nhạc sĩ, ca sĩ tự do kiêm sale bất động sản. Thắng sở hữu ngoại hình ưa nhìn và có sức hút đối với khán giả. Chương trình đầu tiên mà Thắng tham gia là Tình Yêu Hoàn Mỹ, một show hẹn hò. Tại đây cô mạnh dạn tỏ tình với Will, cựu thành viên nhóm 365, nhưng bị anh từ chối. Tiếp đó tháng 7 năm 2019, Thắng xuất hiện tại Z Pop The Gym Audition, chạm tới ước mơ, mùa thứ hai. Cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng âm nhạc để sang Hàn Quốc tham gia chương trình đào tạo. Tìm lại những clip Thắng tham gia cuộc thi này, nhiều người bất ngờ vì cô bắn tiếng Hàn như gió. Thắng tiết lộ với ban giám khảo rằng mình mê K-pop từ nhỏ, sau đó hát một đoạn ca khúc bằng tiếng Hàn và thể hiện cả khả năng vũ đạo. Kết thúc phần thi, Thắng được giám khảo người Hàn Quốc dành lời khen. Ông cho rằng Thắng phát âm tiếng Hàn tốt, sờ tay cũng giống Hàn Quốc nên quyết định cho cô một cơ hội vào vòng tiếp theo. Trong khi đó hai giám khảo còn lại là ca sĩ Hải Yến và nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tỏ ra không thoải mái khi Thắng nói nhiều, lan man, dài dòng. Cuộc thi năm đó, Thắng vào tới đêm chung kết, thể hiện nhiều ca khúc như Túy Âm, Chạm Đáy Nỗi Đau, Vì Yêu do Thắng tự sáng tác. Tuy không giành được giải cao, nhưng công bằng mà nói cô gái này có giọng hát tương đối ổn. Thách Thức Danh Hài là sân chơi tiếp theo mà Thắng ghi danh. Trong chương trình này, gian giám khảo cũng tỏ ra chán ngán với tính cách có phần tương tự của Thắng. Cô tiếp tục giới thiệu dài dòng về bản thân và có phần thi bị đánh giá là nhạt nhẽo, lố. Do đó mà Thắng sớm dừng chân ở cuộc thi này. Sau khi tham gia hàng loạt show truyền hình, Thắng hợp tác với diễn viên, ca sĩ Hiêm Phạm cho ra ca khúc Đừng Nói Là Yêu. Ca khúc không trở thành hit nhưng cũng được nhiều người nghe dành lời khen. Thắng còn tạo một kênh YouTube chuyên cover các ca khúc nổi tiếng bằng cả tiếng Việt và tiếng Hàn. Mỗi video của Thắng cũng thu hút đến hàng chục người xem. Video cuối cùng được Thắng đăng tải vào tháng 8 năm 2020, 2 tháng trước khi thực hiện vụ cướp ngân hàng. Trang cá nhân với hơn 9.000 lượt theo dõi của Thắng cũng đã được khóa. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.